ngày ấy mắt người mù sẽ được nhìn thấy. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah, Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này: chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi, núi Liban sẽ trở thành vườn cây ăn trái, và vườn cây ăn trái sẽ sung xê như một cánh rừng. Chẳng phải thế sao? Ngày ấy kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Israel, những người nghèo cũng sẽ nhảy múa tưng bừng. Thật vậy, loài vật Chúa đã không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi kẻ bất tâm làm điều ác ác sẽ bị diệt trừ. Đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, và cho người dự án tại cửa công phải bắt phải. Chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài. Vì thế, Đức Chúa, Thiên Chúa nhà Jacob, đấng đã cứu Abraham phán thế này: từ nay Jacob sẽ không còn phải sống nữa, từ nay nó sẽ không còn mẻ mặt hèn mùng. Vì khi Jacob nhìn thấy nơi đó những công trình tay ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng dân ta là thánh, sẽ tuyên xưng đấng thánh của cha có là thánh, và sẽ kính quý Thiên Chúa Israel. Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết, và những kẻ hư mạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy. Đó là lời Chúa. Tôi là lời Chúa.
thư này cho Thánh Thi và Giêsu đã chữa cho họ, nói rằng các anh tin thế nào thì được như này. Thì thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta cùng với giáo hội chúng ta biết nhớ thánh Ambrosio là giám mục và là tiên sĩ của hội thánh. Tôi xin gửi đến một vài ý nghe về những cuộc đời của thánh Ambrosio. Có một sử gia và là người viết lại tiểu sử của thánh Ambrosio đã khẳng định một câu như thế này: vào ngày phán xét thì vẫn còn tách biệt giữa một nhóm người chống đối và một nhóm người ủng hộ thánh Ambrosio. Bởi vì trong cái cuộc sống của ngài, ngài đã có những cái quyết định táo bạo để rồi làm cho thay đổi chính trường, cũng như là làm cho thay đổi những quyết định của những người này và những người khác. Sinh vào năm 340 thì năm 373, lúc 33 tuổi, ngài dường như đã có tất cả, là luật sư nổi tiếng, là tổng trấn của Hy Lạp, là bà của hoàng đế và cả một gia tài kinh sử. Và người ta kể rằng trong cái cuộc đời của ngài, có đôi lúc ngài thiên hướng về bảo vệ hoặc là thuận cho bè phái Agio để chống lại giáo hội về vấn đề nói đến thiên tính của Đức Kitô. Và rồi một ngày nào, hai phe giữa Agio và những người của giáo hội chống đối nhau, gây nên những cuộc bạo loạn ở tại thành Milan. Người ta tìm cách này, tìm cách khác để giết khuyên lớn, để đổi tất cả. Thế nhưng mà một cuộc bạo động đã xảy ra. Và tổng trấn Milan là Ambrosio lúc đó chưa được tội, mới chỉ là một thiếu tòng. Ngày ấy không phải vì trong cương vị binh vực về phái này hoặc là không giáo viên, nhưng ngài đến để sắp xếp, để rồi giang hòa, cũng như là gây lại tạo nên một cái bầu khí bình an, một trật tự. Một thời gian sau, giám mục của Bí Lăng qua đời, người ta cũng có một cái cuộc tụ tập tiếp. Và lúc này một người ở trong đám đông hô to khi mà Ambrosio xuất hiện là Ambrosio là giám mục Milan. Không chỉ ngài để từ bỏ những gọi là danh vọng chức quyền, cho nên ngài đã bỏ trốn. Thế nhưng không trốn được, bởi vì sự phê chuẩn của hoàng đế là một người bạn của ngài và rất là hiểu những cái tâm tính, cũng như là hiểu về cái lòng đạo đức, cũng như tất cả những cái đức tính ở trên Ambrosio. Cho nên ngài đã quyết định, hoàng đế đã quyết định phê chuẩn để rồi cho Ambrosio được rửa tội và trở thành giám mục của Milan. Trở thành giám mục, ngài là một con người sẵn sàng hy sinh vì đoàn chiến của mình và bảo vệ những vấn đề gọi là thần học của giáo hội. Lúc này ngài mời gọi, cũng như ngài có những cái hành động cương quyết để rồi chống lại cái đề phái Agio trong vấn đề đối phản đối cái thiên tính ở đất con người của Đức Kitô. Người ta chống đối ngài, người ta tìm cách che ép ngài, người ta tìm cách tẩy ngài ra khỏi chính trường và khỏi giáo hội. Thế nhưng với lòng cương quyết, ngài đã bảo vệ và bảo vệ tâm cùng bằng một lời cầu nguyện và bằng sự cương quyết, chứ không phải bằng bạo động. Ngài đã biến đổi nhiều con người, trong đó có Agostino và trong đó có kể cả người hoàng đế là người bạn thân của ngài. Lúc đi đánh trận về thì hoàng đế muốn đi vào nhà thờ để rồi ăn mừng chiến thắng. Thế nhưng Ambrosio đã ngăn cản ngay từ cửa, bởi vì cái sự kiêu ngạo của hoàng đế. Ngài nói với hoàng đế rằng nếu hoàng đế không sám hối, nếu hoàng đế không biết ăn năn rồi thì không có thể vào trong nhà thờ được.
Ngài bắt hoàng đế phải sám hối trong một khoảng thời gian khá dài, và sau đó mới cho đi vào trong nhà thờ, bởi vì những cái ông ấy gọi là lạc giáo và những cái sai trái ở trong chiến trận của vị định hoàng đế này. Một con người có những quyết định, một con người có những tâm tư có thể làm biến đổi lòng những con người, trong đó có những người rất nổi tiếng như Agostino, con người Ambrosio là vậy. Và ngày hôm nay ở trong bài thi thờ, Chúa Giêsu chữa lành cho hai người mù. Hai người mù đã dùng cái niềm tin của mình để được chữa lành. Chúng ta xin Chúa cho mọi người chúng ta biết rằng cái cuộc đời, cái con mắt đức tin của chúng ta cũng rất là cần thiết khi nhìn vào đời sống thiên liêng và nhìn vào cái đời sống siêu nhiên mà chúng ta sẽ đón nhận từ Chúa. Cần phải được sáng mắt, mà con mắt ở đây phải là con mắt đức tin để chúng ta mới có thể nhìn rõ được cái con đường mà chúng ta đi với Chúa. Xin mở lòng, xin mở trí và mở mắt cho chúng con, và xin cho chúng con cũng biết noi gương vị thánh mà chúng con mừng đi hôm nay, biết một lòng để bảo vệ chân lý, bảo vệ công bình, và để rồi thực hiện câu bác ái ở trong